Em chào mọi người. Chuyến đi Hàn Quốc vừa rồi, em đi chơi, em đi tham quan á, đi theo tour mà không có tính mua gì hết, chỉ tính sang là xem có ít sâm tươi thì mua về để ngâm mật ong. Mật ong ở nhà đã chờ sẵn rồi, bữa trước em mua được mật ong rừng đó. Hôm nay sau cái chuyến đi được cả tuần lễ rồi, hôm nay ở bên đấy họ mới chuyển về, là cái chị hướng dẫn viên bên Hàn Quốc á, chị mua dùm. Chứ hôm em đi sang là họ không có dẫn vào chỗ bán sâm tươi nên không mua được. Đây này, anh ấy shipper giao đến thì gồm em đặt một hộp sâm sâm lớn mà chị nói là mùa này sâm lớn chỉ còn 1 ký 10 củ thôi. Đó, hộp ở bên Hàn Quốc về. Đây là sâm lớn này đấy. À đây là sâm nhỏ. Hộp sâm lớn với sâm nhỏ để làm gà hoặc là mình chưng cất với cơm mình ăn được. Đây sâm lớn đây, sâm lớn 1 ký 10 củ đây. Đó, chị nói là khoảng 2 triệu 4, 2 triệu rưỡi một ký. Thì em vừa nhận hàng của anh shipper, anh nói là chị đã bao ship rồi nhưng mà anh ấy muốn lấy thêm tiền cà phê cho nên anh lấy thêm 50.000 nữa. 2 triệu rưỡi 50 gì đó. Sâm lớn đây này mọi người, họ đóng rất chi là đẹp, chữ Hàn luôn đúng không, không có tiếng Việt Nam nào hết. Đây là cái phần rong người ta để vào cho cái sâm của mình nó tươi đó. Còn đây là củ sâm này được 10 củ này là 1 ký đấy, chắc được khoảng có củ thì hơn 1 lạng, có củ thì 1 lạng. Sâm này bỏ ra ngâm rượu, ngâm mật ong. Mình sợ mua Việt Nam thì sợ hàng giả, thế nên là đi sang bên đấy mà đi theo tour mà không có tới được cửa hàng sâm tươi nên nhờ chị ở bên đấy gửi về thì chắc là cũng thật đấy phải không ạ. Nếu mà ai mà mình có cần đặt sâm á thì có thể là em đặt dùng cũng được, chị cũng đặt dùng thôi. Chị bảo ở nhà máy họ bán, ở công ty họ bán thì chị đặt dùng cho mình thôi, thì em cũng đặt dùng cho mọi người nếu mọi người có nhu cầu mua sâm Hàn Quốc thật từ bên Hàn Quốc gửi về đó, mọi người. Đây là sâm hầm gà, ký 10 củ, 1 triệu 2 một ký. Một ký chắc được nhiều củ lắm đấy, em chưa có đếm nhưng mà nó nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi em chào mọi người nha. Những điều hay ho, những điều gì mà em cảm tưởng như là có ích cho mọi người thì em đưa lên đây. Mong mọi người đừng có nghĩ là em nhiều chuyện nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mình cần đặt sâm tươi từ Hàn Quốc về thì mình có thể, em có thể đặt dùng mọi người, hoặc em cho số điện thoại mọi người tự liên hệ với chị phiên dịch đó, chị hướng dẫn viên đó, chị mua dùng chị gửi về. Chị gửi này là gửi đường xách tay á, gửi những khách đi du lịch giống như em này, họ không có mang đồ á thì gửi về không có mất cước, không có mất phí. Họ xách về rồi về đến sân bay thì có người ship về nhà cho mình, ở đâu cũng ship được. Tạm biệt mọi người, em chào mọi người nha. Sâm này tốt cho người già và trẻ em không ạ? Không biết có tốt cho trẻ em, nhưng người già, người yếu, người cần bổ sung năng lượng dinh dưỡng thì tốt đấy. Ở Hàn Quốc họ trồng được sâm này. Nghe nói sâm ở Hàn Quốc họ có cái vùng đất và khí hậu rất tốt cho cây sâm và đầy đủ dưỡng chất nhất. Sâm ở các nơi khác không bằng. Rồi, em chào mọi người, tạm biệt mọi người.